rau mà sao vẫn còn chưa được ai yêu, mà bố mày cài thằng danh con bên kia mới cặp một. Đã bao nhiêu là em yêu đương, còn tôi ế vẫn còn ế. Trung thu là Tết kiểu gì mà sao mấy thằng đua đòi đi chơi, quyền gấu baby mặt xinh lung linh cao cao các thứ to. Tiền không có thật nghèo khó, mắt nhăn nhó có bò mới yêu. Sờ mò nhau kìa, bố mày trông thấy ghê. Cuối tháng sau anh và Ngọc Trinh cưới nhau, chú nhớ đi phong bì to thật là to đó nha. Nhìn bọn nó cưới nhau thế kia tao thấy mà tức cái lồng ngực, mong là tây thế thế. Này người yêu ơi, ăn bánh tráng trong phố út miền Nam, rồi nào anh chưa ăn hết miếng đi được chấm một ca. Xong khi như ai ta đi giữa đèn, mình đi hết đêm. Yeah. Trung thu mà cứ chơi game cày game, không chịu ra ngoài đi chơi thì lấy đâu ra người yêu sao? Còn tôi đâu vậy? Biết đến tao giờ thân tôi đây được quê cháu như hàng xóm. Năm nay cả nước sẽ có khoảng 2 triệu đàn ông và con trai bị ế do quá là đông hay đi lông nhông thích tắm sông. Bậc phụ huynh phải động viên để các cháu ra ngoài kiếm vợ.